Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Weebu Time. Đây sẽ là nơi tổng hợp các tin tức mới và thú vị nhất trong tuần vừa qua xoay quanh thế giới 2D trong và ngoài nước, và cũng là nơi chia sẻ về các bộ anime hay manga mà chúng mình tâm đắc nhất. Không dài dòng nữa, hãy cùng nhau ngồi xuống và thưởng thức nào. Mùa xuân 2024 dự kiến sẽ là một mùa đáng mong đợi khi mà những bộ anime đình đám và đầy thú vị sẽ quay lại trong khoảng thời gian này. Đầu tiên, chúng ta phải nhắc đến Mahoka Koko no Retose mùa 3. Được biết, mùa 3 sẽ chuyển thể tổng cộng 3 phần. Anime được dự kiến lên sóng vào mùa xuân năm nay trong khoảng tháng 4 cho đến tháng 6. Sau tập cuối cùng của mùa thứ 2, không để khán giả phải chờ lâu, thông tin về anime Jujutsu Kaisen phần tiếp theo đã được công bố. Phần 3 được nhà sản xuất công bố với tựa đề Curling Game. Studio MAPPA sẽ tiếp tục đảm nhận con hàng này, nhưng không có thông tin chi tiết nào về ngày phát hành được tiết lộ. Tuy nhiên, có một điều mà các bạn cần phải lưu ý, đó là thông báo chỉ đưa ra rằng đây chính là phần tiếp theo của bộ phim, chứ không xác nhận rằng đây sẽ là mùa thứ 3, nên rất có thể phần tiếp theo này chỉ là một OVA hoặc là movie. Do bên phía MAPPA không nêu rõ, nên bây giờ người hâm mộ chỉ có thể chờ đợi và tiếp tục kỳ vọng vào câu trả lời chính thức từ họ mà thôi. Maho Tsukai no Yoru, cái tên đã khiến các fan của nấm giới chờ dài cả mặt, nay đã có thêm thông tin. Đoạn trailer được nhà sản xuất công bố này không tiết lộ ngày phát hành và chỉ xác nhận rằng bộ phim vẫn đang được sản xuất. Đây không khác gì một thông báo cho các fan hãy tiếp tục chờ đợi và xem tạm Genshin Impact anime trước đã. Đây sẽ lại là một dự án do bên phía Ufotable phụ trách. Một franchise đình đám khác cũng công bố movie mới. Twitter chính thức cho franchise đụ ngựa mới được mở vào thứ năm vừa qua để thông báo rằng phần anime tiếp theo của Uma Musume sẽ ra rạp vào Nhật Bản vào ngày 24 tháng 5 năm nay. Phần thứ 3 của Shinigami Bokchanto Kuromet đã công bố ngày ra mắt vào mùa xuân 2024, tức tháng 4 năm nay. Được biết, đây sẽ là phần cuối cùng của dự án romcom rất là múp này. Một cái tên romcom cũng múp không kém là Kimiwa Medo-sama. Bộ phim kể về một thằng men sống cùng với Yor phiên bản hầu gái xinh đẹp. Đây là một bộ phim khá thú vị, miễn là bạn không khó chịu với nhân vật chính là một thằng Watsota. Hiện tại, anime mới chỉ xác nhận sẽ được ra mắt trong năm nay thôi, chứ vẫn chưa có lịch phát sóng cụ thể. Một cái tên khác dễ nuốt hơn, nhất là hiện giờ tiên tộc đang đứng đầu chuỗi thức ăn. Anime chào mừng gái tộc tiên đến với Nhật Bản, sắp tới sẽ được chuyển thể thành anime. Hiện tại thì chi tiết sản xuất cũng như ngày phát hành của bộ phim vẫn chưa được công bố. Ngoài ra, nếu bạn muốn tìm đến một bộ lãng mạn học đường bớt đại trà, thì có thể đến với romcom hay nhất từng được sáng tác. Sự trở lại của Kimi ni Todoke mùa 3 sẽ ra mắt trong thời gian tới, với Production IG sẽ là studio đảm nhận sau chục năm vắng bóng. Matsuzawa Kenichi và Konparu Tomoko sẽ đóng vai trò là đạo diễn và biên kịch cho anime. Hiện vẫn chưa có thời gian phát sóng cụ thể, nhưng theo chúng mình dự đoán, anime sẽ lên sóng trong năm 2024. Movie cho Overlord có tựa đề là Holy Kingdom Arch đã được công bố rằng sẽ được khởi chiếu tại Nhật Bản trong năm nay, đồng thời các phân cảnh xem trước của bộ phim cũng đã được tiết lộ. Được biết, phần movie này có nội dung tiếp nối mùa thứ tư, nội dung chính sẽ vẫn là cuộc chiến giữa các phe phái. Overlord Holy Kingdom Arch sẽ giữ nguyên ekip làm phim và dàn seiyuu đã đồng hành cùng khán giả trong các phần anime trước đó. Từ năm trước, họa sĩ đảm nhiệm minh họa manga One Punch Man Yusuke Murata đã thông báo sẽ mở một studio anime. Đến nay, studio mới đã tung ra đồng thời 5 video quảng bá cho dự án đầu tiên. Studio mới có tên là Village Studio sẽ bắt đầu với phim ngắn có tựa đề là Zaiyuki, lấy cảm hứng từ Tây Du Ký, và anime dự kiến sẽ ra mắt trong năm nay. Sự bận rộn của Murata trong việc thành lập studio mới cũng được đồn đoán lý do manga One Punch Man gần đây ngắn hơn thường lệ, giảm từ 35 đến 50 trang xuống còn 15 trang. Không việc gì phải đầu tư công sức cho bộ manga bị chê là có nét vẽ trung bình và đại trà đúng không ạ? Trong sự kiện Jump Festa 2024 diễn ra cuối năm vừa qua, tác giả Gege Akutami một lần nữa chia sẻ thời điểm mà manga Jujutsu Kaisen sẽ kết thúc. Trong bức thư, tác giả cho biết đây sẽ là sự kiện Jump Festa cuối cùng của manga Jujutsu Kaisen khi còn đăng tạp chí. Với việc sự kiện Jump Festa được tổ chức thường niên vào tháng 12, nói theo như đúng lời tác giả ám chỉ, thì manga sẽ kết thúc trong vòng một năm tới, ước tính sẽ còn khoảng 35 chap tính từ chap 247. Dù vậy, người hâm mộ vẫn hoài nghi về tính chính xác trong bức thư này, vì cách đây một năm, tác giả cũng khẳng định rằng tác phẩm sẽ kết thúc trong năm 2023. Thời điểm cơm áo gạo tiền này bọn mình cũng đã chứng kiến đủ kiểu tuyên bố kết thúc của các idol phim to phim nhỏ rồi, không tin được đâu. Tình hình là các nền tảng streaming như Netflix ngày nay sẽ đều nhét các quảng cáo liên tục như YouTube, và giờ mạng xã hội chèn quảng cáo còn bố láo hơn cả TV truyền hình. Tệ hơn là bạn phải trả tiền hàng tháng cho từng nền tảng một. Nhưng TV truyền thống vẫn là nơi có những quảng cáo đặc sắc nhất, và bộ phim tổng hợp Kizumonogatari Koyomi Vam sẽ chứng minh chính xác điều đó khi phát sóng một quảng cáo dài 8 phút, đó là 480 giây quảng cáo,
tương đương với 1/3 tóm tắt chính phần anime gốc này trên YouTube với giọng đọc của chị Google. Studio cho biết đây là quảng cáo dài nhất từng được phát trên truyền hình Nhật Bản và nó sẽ chỉ chiếu một lần. Được biết, quảng cáo này kỷ niệm cho ngày phát hành cho trilogy gốc Kizumonogatari ra mắt vào 8 năm trước. And the Golden Globe goes to The Boy and the Heron. Anime Thiếu niên và con diệc kể về thiếu niên chơi đá quá liều, nằm liệt giường, dẫn đến Isekai mà bùng học, để rồi bị Duolingo bắt giam. Cơ mà phải công nhận tuyến truyện anime này nhiều diễn biến rất mù mờ, ẩn dụ hơn cả cái recap chế cháo của bọn tôi. Hiện, tác phẩm mới nhất của Ghibli cũng đang nhận về những ý kiến trái chiều không hề ít. Nếu như bạn có để ý trên mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng cụ Miyazaki đã thực hiện một bộ anime cho riêng mình hơn là phục vụ khán giả đại chúng. Tuy nhiên, dăm ba ý kiến trái chiều không thể cản bước Thiếu niên và con diệc. Anime đã đạt được thành công về mặt doanh thu, đứng thứ 71 trong lịch sử vé phim chiếu rạp tại Nhật Bản, đạt doanh thu lớn thứ hai của anime nguyên tác chiếu rạp năm ngoái sau Suzume Khóa Cửa. Ngoài ra thì mới đây, thông tin gây bất ngờ nhất cho cộng đồng fan anime khi tác giả của Ghibli nhận về quả cầu vàng lần thứ 81 cho hoạt hình xuất sắc nhất năm 2023, vượt qua những cái tên như Elemental của Disney, Suzume Khóa Cửa, Nhẹ Nhọ Đạo Đức và Mario. Đây là lần đầu tiên một bộ anime giành được giải thưởng này, và hình như ở châu Á thì chỉ có anime Nhật Bản được đề cử giải quả cầu vàng ở các năm trước. Giờ chỉ chờ xem cụ tổng ăn được giải Oscar tháng 3 tới đây nữa là fan anime đứng đầu chuỗi thức ăn. Một công nghệ AI được công bố trước đó là Mantra sẽ cho phép tự động dịch phần lớn những bộ manga trên các nền tảng trực tuyến. Vừa qua, cộng đồng những người yêu thích manga đã rất ngạc nhiên khi cái tên đầu tiên áp dụng công nghệ tự động dịch này chính là Cô Dâu Phù Thủy. Theo thông báo, hệ thống dịch thuật AI này có sự can thiệp của các biên tập viên và những người hiệu chỉnh chuyên nghiệp. Cách tiếp cận kết hợp này giúp giảm đáng kể các translator, editor và kha khá những người đứng đằng sau các bản dịch manga. Người ta đề cập rằng, ngành công nghiệp manga đã chịu thiệt hại liên tục và đáng kể do các nhóm leaker đưa bản dịch lậu sang các thứ tiếng và được tung lên mạng. Việc dịch manga phức tạp hơn rất nhiều so với Google dịch, vì bản thân một nhóm manga đã phải có vài ba người làm những công việc khác nhau như dịch, tẩy khung thoại và edit phông chữ các thứ. Công nghệ AI mới này có thể tích hợp toàn bộ công việc đó và xử lý trong vòng vài giây. Đương nhiên là sau đó vẫn phải có con người kiểm duyệt. Câu chuyện AI thay thế con người chắc chắn là gây tranh cãi. Tuy nhiên, riêng việc dịch manga này phần đông cộng đồng không mấy phản đối. Một bê bối rất lớn đến từ anime Hầu Gái Nhà Kobayashi phiên bản thuyết minh tiếng Anh trên Crunchyroll mới được dân phương Tây lôi ra dạo gần đây. Theo đó, phiên bản lồng tiếng cho anime Hầu Gái Rồng đã đổi hẳn lời thoại của một nhân vật trong anime đi kèm với ngôn ngữ của nữ quyền. Như bạn có thể thấy, lời thoại trong anime ở phiên bản phụ đề rất bình thường về một nhân vật sexy có tâm hồn đẹp nói về lý do tại sao cô phải ăn mặc kín mít. Trong khi đó, phía bản thuyết minh, lời thoại được đổi thành nhân vật này than phiền phải mặc kín mít vì do xã hội mang nặng chế độ phụ hệ. Đương nhiên, bản dịch nhận rất nhiều gạch đá và đặc biệt, người đảm nhận vừa dịch lời thoại lẫn lồng tiếng này lại là một nữ lồng tiếng lâu năm trong nghề. Trong một buổi phỏng vấn với các fan, cô đã được hỏi về phản hồi của mình trong sự việc trên. Cô đáp rằng, tao là phụ nữ và có quyền làm điều đó. Một câu trả lời rất ngang và chả ra đâu vào đâu. Thậm chí bọn mình còn phải thay đổi lời thoại vì trong video gốc cô ta nói là cô ta có cái. Và hoàn toàn không có lời giải thích cụ thể. Mức độ gạch đá của cộng đồng cao gấp đôi lần trước. Để phản ứng trước ý kiến của cộng đồng, nhân vật này đã lên Twitter và biện minh rằng họ không hề biết tiếng Nhật và chỉ dịch theo ý hiểu của bản thân, đồng thời reply chửi lại tất cả những ai có ý kiến trái chiều với mình trên Twitter. Có quá nhiều lý do để mức phẫn nộ cộng đồng nhân 4x5.000 lần so với trước. Hàng tá YouTuber có tiếng trong làng Weibo phương Tây đã lên tiếng chỉ trích thái độ làm việc này. Cả phía otaku Nhật Bản cũng lên tiếng và đề nghị nhà sản xuất không thể để phương Tây lộng hành với các sản phẩm của họ. Thực sự phải cảm ơn cuộc đời rằng tôi chỉ có thể coi anime phụ đề. Đã không ít lần các mangaka nổi tiếng đã từng nhúng chàm và làm hai tên doujin. Ngoài sức hấp dẫn về mặt thương mại, việc vẽ các nhân vật khỏa thân trong hai tên còn được coi là cách hiệu quả để có kinh nghiệm vẽ về hình thể và biểu cảm, cũng như xem xét ý kiến của cộng đồng về phong cách của bản thân. Như Artist đã vẽ cho manga Oshinoko là một nữ mangaka đã nổi tiếng sẵn với những cái tên mang nặng yếu tố tùng dịch vị thành niên. Mặt khác, cái tên nổi tiếng lần này là Yukiko Nozawa, Artist cho manga Harem 100 em người yêu, được chuyển thể anime vừa qua đã thu hút nhiều sự chú ý. Đến cả Tây Long Get Harem Echi như Anime New Network cũng phải khen series này. Và đặc biệt nhất, phong cách vẽ của 100 em người yêu hoàn toàn không đại trà một chút nào cả. Nét vẽ và cách phối màu rất ngọt ngào tới mức khiến tôi tiểu mẹ đường, hoàn toàn phù hợp cho Harem hay hai tên đi chăng nữa. Đây chính là phong cách hai tên ban đầu của Artist.
Bạn có thể thấy từ những series trước đó của Yukiko Nozawa, đương nhiên là trên nhện tái chứ không phải là trên nét trộm, với hai đoạn code trên màn hình. Attack on Titan đã thực sự kết thúc, song giá trị mà series này để lại thì chưa thể biến mất ngay được. Vẫn còn rất nhiều các hoạt động giải trí khác có thể khai thác được với Attack on Titan, như là tổ chức các buổi hòa nhạc và kiếm tiền vé từ các fan. Tuy nhiên, một buổi hòa nhạc theo chủ đề Attack on Titan ở Trung Quốc lại gây thất vọng đến mức mất mặt. Khi bắt đầu sự kiện, khán giả giữ im lặng, nhưng những lời chỉ trích nhanh chóng nổi lên khi mọi người bày tỏ sự bất bình với chất lượng kém của buổi hòa nhạc. Ngay cả sau khi kết thúc, đám đông giận dữ vẫn tiếp tục yêu cầu hoàn lại tiền. Đó là chưa kể có những thông tin cho rằng buổi hòa nhạc này chưa được cấp phép từ nhà sản xuất của Attack on Titan. Dù sao, bọn mình cũng chỉ là lũ tai châu thôi. Nhưng sau khi xem hết vẫn có thể nhận ra nhóm nhạc trình diễn không thể hòa âm với nhau và các nhạc cụ thậm chí còn không được tuning. Các khán giả trong nhà hát đã trả tiền để nghe một buổi hòa nhạc nghiệp dư made in China. Trong bài review lần này, chúng mình muốn giới thiệu đến các bạn bộ manga Rekaku, tên tiếng Anh là Downfall, tạm dịch là sụp đổ, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2017, thời lượng khá ngắn, chỉ có vỏn vẹn một volume, tương đương với 8 chap, là một short series manga gần đây của quái kiệt làng mangaka Asano Inio. À mà nếu như các bạn cảm thấy e dè trước phong cách vẽ truyện đậm đặc màu sắc tiêu cực của vị mangaka này thì cứ yên tâm đi nhé. Công tâm mà nói thì Downfall đọc khá là chill, chứ không thật sự quá nặng nề theo kiểu táo bạo vồ vập lắm đâu. Điểm nặng của bộ manga này chủ yếu nằm ở mặt tâm lý khó hiểu của nhân vật chính thôi. Đầu tiên, có lẽ không cần phải bàn cãi nhiều về chất lượng thị giác của Downfall, do được chấp bút bởi Asano Inio, một trong những ngòi bút truyện tranh hội họa thành công gần nhất hai thập kỷ qua. Từ những khung tranh tinh xảo đến mức như thể được scan ra từ Photoshop, cho đến kỹ thuật phác họa biểu cảm nhân vật vừa chi tiết vừa có hồn, mà không cần phải lệ thuộc vào hội thoại, và còn vô số những tiểu tiết được Asano cài cắm khắp các ngõ ngách của bối cảnh trong truyện, mà chắc chắn sẽ khiến độc giả phải trầm trồ ấn tượng. Bên cạnh đó, ý tưởng cốt truyện là một trong những điểm mạnh làm nên cái chất riêng độc đáo nhất của Downfall khi so sánh với các tác phẩm cùng đề tài nói chung và các tác phẩm có cùng tác giả nói riêng. Câu chuyện bắt đầu với Fukazawa đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Với bộ manga đầu tay đã gặt hái được rất nhiều thành công lớn, anh được xem như một mangaka đầy triển vọng, thậm chí còn sở hữu cho mình một lượng fanbase trung thành. Tuy nhiên, sau khi bộ truyện kết thúc, cũng là lúc Fukazawa cảm thấy chán nản và mất phương hướng. Anh ấy không biết mình muốn làm gì tiếp theo, cảm thấy như bản thân đã đánh mất mục đích sống. Ngày này qua ngày khác, đối mặt với trang giấy trắng không một nét mực, độc giả được chứng kiến cảnh Fukazawa phải vật lộn để tìm ra ý nghĩa cuộc sống và nghề nghiệp mangaka của mình. Như một hệ lụy tất yếu, cuộc hôn nhân của anh với người vợ bắt đầu tan vỡ. Không thể chịu đựng được sự bất mãn kéo dài, cả hai quyết định sống ly thân và cuối cùng là ly hôn. Khi ngày càng lún sâu vào hố đen của tuyệt vọng, Fukazawa bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời và những lựa chọn đã đưa ra khi còn trẻ. Anh tự hỏi mình có đang sống đúng với bản thân và có đang thực sự hạnh phúc với cuộc sống hiện tại hay không? Liệu Asano Inio sẽ giúp Fukazawa thoát khỏi hố đen tuyệt vọng với tư cách là một người đồng nghiệp bên kia khung giấy, hay là cứ thế mà đẩy anh xuống tận cùng của bi kịch, như cái cách mà ông đã làm với Pun Pun trong series cùng tên? Mình chắc chắn các bạn sẽ tìm ra câu trả lời sau khi đọc thử Downfall. Nói tóm lại, với một ý tưởng mới mẻ, một nội dung đậm phong cách slice of life điển hình, cộng với chất nặng đồ khó hiểu của Asano Inio, cách thức triển khai tình tiết chậm rãi mà cao trào, trầm lặng mà đầy dư vị, Downfall chắc chắn là một bộ manga đáng đọc và khiến cho độc giả cảm thấy ấn tượng với những suy nghĩ sâu sắc về cuộc sống và bản thân của nghề này. Và đó là những thứ khá hay ho đã xảy ra trong tuần vừa qua mà bọn mình đã tổng hợp được. Nếu thấy hay thì đừng tiếc một like, share, subscribe và donate bằng Super Thanh để ủng hộ bọn mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số chuyển động lần sau. À quên mất, chúng mình vẫn đang chờ những bài viết review anime manga ngắn từ các bạn nha. Hãy mau chóng gửi đến Weebu Time để nhận những phần quà hấp dẫn nào.